công viên địa chất non nước Cao Bằng có địa hình khá đa dạng, bị chia cắt bởi hệ thống sông, suối khá dày, núi đồi trùng điệp, thung lũng sâu. Bên cạnh đó, Cao Bằng có khí hậu mang tính nhiệt đới gió mùa, lục địa núi cao và có đặc trưng riêng so với các tỉnh miền núi khác thuộc vùng Đông Bắc là có tiểu khí hậu Á nhiệt đới. Cao Bằng là cửa ngõ đón gió mùa Đông Bắc từ Trung Quốc tràn sang vào mùa đông và chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Nam vào mùa hè. Với đặc điểm khí hậu này, kết hợp với sự phức tạp của địa hình đã tạo cho Cao Bằng những lợi thế riêng để hình thành các tiểu vùng sinh thái đặc thù, trong đó có những cây trồng đặc sản như hạt dẻ, hồng không hạt, đậu tương có hàm lượng đạm cao, mía, thuốc lá, chè đắng mà nhiều nơi khác không có, nhiều giá trị đa dạng sinh học mang tầm quốc tế. Cao Bằng, đặc biệt là vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng là một trong số ít địa phương ở Việt Nam còn khá giàu có về tài nguyên, đa dạng sinh học. Một số nguyên nhân chính là khu vực này có tính đa dạng địa chất cao, điều kiện khí hậu thuận lợi, ít thiên tai địch họa, vị trí địa lý xa xôi hẻo lánh, địa hình hiểm trở, điều kiện đi lại trong một thời gian dài trước đây không mấy dễ dàng. Thêm vào đó, tài nguyên đất và nước khá phong phú, cộng với truyền thống canh tác lúa nước và các loại hoa màu lâu đời của đồng bào các dân tộc ở khu vực này, khiến họ không có mấy động cơ chặt phá rừng, xâm hại đến nguồn tài nguyên đa dạng sinh học. Với diện tích rừng lớn hơn 372.000 ha, chiếm hơn một nửa diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh, bao gồm 5 hệ sinh thái rừng khác nhau, trong đó chứa đựng nhiều nguồn gen động thực vật quý hiếm, nhiều loài mang giá trị quốc tế. Do có diện tích núi đá vôi khá lớn trải dài dọc vùng biên giới giáp với tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và khu vực giáp danh với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Cạn, nên tiềm năng đa dạng sinh học có khả năng ở mức cao và là nơi cư ngụ của nhiều loài quý hiếm, đặc hữu. Rừng trên núi đá vôi ở huyện Trùng Khánh cũng là vùng phân bố các loài vượn cao vít hay còn gọi là vượn tay dài. Đây là loài linh trưởng được xếp ở bậc đe dọa cực kỳ nguy cấp trong danh lục đỏ. Có vùng phân bố hẹp ở khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, kích cỡ quần thể rất nhỏ, khoảng 100 cá thể. Ý thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Cao Bằng được đánh giá là một trong những địa phương của cả nước đi tiên phong trong việc xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học. Chính những hành động cụ thể trong việc bảo tồn đã khiến cho nơi đây là một vùng xanh của khu vực Đông Bắc. Khi mà chúng ta lên thăm cái công viên địa chất non nước Cao Bằng thì nó là một cái vùng non nước, về mức độ phủ xanh thì có thể nói là nhất Việt Nam. Tôi đi nhiều nơi nhưng mà gần như là Cao Bằng là thấy ở chỗ nào cũng xanh, xanh mướt. Và nó xanh như vậy thì nó chứng tỏ một điều là đất thì rất là tốt, nước vô cùng phong phú. Nó là một trời một vực, nó khác hẳn so với ở bên cao nguyên đá Đồng Văn. Nơi đây có một hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên được bảo vệ rất tốt, bao gồm một vườn quốc gia, 5 khu bảo tồn loài sinh cảnh, 5 khu bảo vệ cảnh quan, 1 khu bảo tồn đất ngập nước nội địa và 2 hành lang đa dạng sinh học. Hầu hết các khu vực này đều nằm trong phạm vi công viên địa chất non nước Cao Bằng. Đặc biệt nhất, phải nói đến khu vực vườn quốc gia Phía Oắc Phía Đén, khu dự trữ thiên nhiên có giá trị quốc tế. Vườn quốc gia Phía Oắc Phía Đén nằm trên địa phận các xã Thành Công, Quang Thành, Phan Thanh, Hưng Đạo và thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình với trên 10.000 ha, là đầu nguồn của các con sông lớn như sông Hiến, sông Năng, sông Thể Dục. Nơi đây nổi tiếng với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp
mang nét hoang sơ, đặc biệt còn lưu giữ nhiều động vật, thực vật quý hiếm. Hệ thực vật đa dạng lên tới hơn 1.200 loài thuộc 786 chi trong hơn 200 họ của 6 ngành là một sức hút đặc biệt mà không ai có thể bỏ qua khi ghé thăm rừng quốc gia Fjällvärlden. Trong đó có tới 90 loài thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao đang được ghi danh trong sách đỏ Việt Nam. Hơn nữa, riêng ngọn núi Fjällvärlden còn là một kho tàng khổng lồ về thuốc quý của Việt Nam với các dược liệu quý hiếm như thất diệp chi hoa, lan kim tuyến, đông trùng hạ thảo hay sâm núi và những rừng chè bạt ngàn, tươi mát, cuốn hút khách du lịch ghé thăm. Sẽ là một thiếu sót to lớn nếu như nhắc đến hệ sinh thái đa dạng của vườn quốc gia Fjällvärlden mà bỏ qua hệ động vật vô cùng phong phú nơi đây. Với gần 500 loài có xương sống, hàng nghìn loài côn trùng, hàng trăm loài chim, bò sát, lưỡng cư, 80 loài động vật có vú và 66 loài bướm. Đặc biệt, có tới 58 loài trong ngôi nhà này thuộc nhóm động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao. 30 loài thú có tên trong sách đỏ Việt Nam và 3 loài bò sát cùng 2 loài ếch nhái nằm ở thứ hạng cực kỳ nguy cấp. Đây là nguồn tài nguyên đa dạng sinh học, một quỹ gen tự nhiên rất quý giá, còn ít ỏi trong tự nhiên ở Việt Nam nhưng lại đang hiện hữu ở khu rừng đặc dụng Fjällvärlden. Mặc dù với số lượng của từng loài không cao, lại đang trong tình trạng bị đe dọa mất dần. Về những cái loài có nguy cơ tuyệt chủng về động vật như là vọc, mũi hếch, hươu xạ, tê tê, gấu ngựa, cầy mực, báo gấm, rơi, chó tai ngắn, thái cá thường và cầy gấm, sóc đen. Về thực vật là quát, cốt toái bổ, tô hạp, tắc kè đá, tuế lá sẻ và tuế ba lan sa, thiết sam, dạ, lá ngắn và ba gạc lá vòng và một số loại khác. Hiện nay những cái loài động vật trong khu rừng được bảo vệ nghiêm ngặt và không được tác động tiêu cực đến những hoàn cảnh sinh sống tự nhiên và nguồn thức ăn của động vật rừng trong và không được săn bắn, bẫy nuôi nhốt các loài động vật, không khai thác các loài thực vật dưới mọi hình thức. Để thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền đến người dân về ý thức bảo tồn thiên nhiên, Ban Quản lý rừng đặc dụng Fjällvärlden đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Ban Quản lý Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng trong việc phối hợp triển khai các hoạt động bảo tồn, giáo dục, nâng cao nhận thức, nghiên cứu và khai thác tham quan du lịch tại vườn quốc gia Fjällvärlden trong vùng công viên địa chất. Hoạt động này góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học, môi trường sinh thái trong phạm vi của vườn quốc gia, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. Để thực hiện được nội dung này, hai bên đang đẩy mạnh việc xây dựng phương án bảo tồn, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững cho bà con. Sự đa dạng sinh học của khu bảo tồn Fjällvärlden có giá trị rất lớn trong công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn gen, đồng thời là một lá phổi xanh điều hòa khí hậu, hấp thụ carbon, bảo vệ đất đai, điều tiết nước và hạn chế xói mòn, lũ lụt, sạt lở, là tiềm năng cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thụ phấn cho cây trồng, là nơi lưu giữ và sản sinh ra các nguồn nước ngọt sạch. Kết hợp giữa hai cái yếu tố địa chất với khí hậu, rồi là thủy văn v.v. thì nó tạo nên ở cái vùng đất đó một cái điều kiện tự nhiên rất là đặc biệt. Chúng ta có ở đấy cái đa dạng sinh học rất là tốt. Có những cái rừng lùn, rừng rêu, có thể nói là ít gặp ở những nơi khác. Thế rồi điều kiện nhiệt độ quanh năm là rất là bình ổn, rất là thấp, rất bình ổn. Nước thì trong xanh, rất là tinh khiết. Rồi là đất đai, các thổ nhưỡng vân vân thì rất là thuận lợi. Cho nên là ở đấy là kết quả là các loại đá nó có phong hóa ra thì nó cũng gần như là nó nằm nguyên tại chỗ và nó làm cho cái đất ở đấy, vùng đấy rất là phì nhiêu, màu mỡ, và đặc điểm địa chất, đặc điểm đất đai, rồi là khí hậu thuận lợi như vậy thì khiến cho ở cái vùng này là trồng cái gì cũng tốt. Trồng chè là hết sức là nổi tiếng, sau đó thì là nuôi các loại cây con khí hậu tốt.
chúng ta có rất nhiều nước, rất nhiều đất, cây cối thứ vân vân, thì người ta không hề có một cái nhu cầu là người ta phải đi lên rừng, lên núi để chặt củi hay là phải lên đó để đốt nương làm rẫy làm gì cả. Không, rất là giàu có, rất là phì nhiêu. Quả đúng như vậy, với những gì thiên nhiên ưu ái, cùng 34 nguồn gen vật nuôi, cây trồng đặc sản nổi tiếng, Cao Bằng đã tạo được thương hiệu với những nông sản đặc hữu, góp phần phát triển kinh tế, ổn định đời sống của người dân. Về cây trồng, có tới 24 nguồn gen đặc sản, bao gồm 10 nguồn gen cây lương thực, thực phẩm như lúa nếp hương Xuân Trường, lúa nếp hương Pỉ Bất, bí thơm, đậu, nho nhe, 9 nguồn gen cây ăn quả như mận máu Bảo Lạc, lê Trà Lĩnh, quýt Hà Trì, cam Trưng Vương, bưởi Phục Hòa, hạt dẻ Trùng Khánh, 2 nguồn gen cây trồng lâm nghiệp là trúc xào, mắc rạc và 3 nguồn gen cây trồng lâu năm là cây mắc mật, chè đắng và chè phia đén. Về động vật nuôi, có 10 nguồn gen như bò hơ mông, lợn đen, lợn tắp ná, lợn bảo lạc, lợn hạ lang, gà xương đen, gà hơ mông, ngựa nước hai, ngựa bạch Cao Bằng, chó lùn bảo lạc. Tất cả những nguồn gen quý hiếm này hiện nay đều được bà con bảo tồn và phát triển tốt. Rõ ràng, giá trị về rừng và đa dạng sinh học của công viên địa chất non nước Cao Bằng có đầy tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghiên cứu khoa học tự nhiên và xã hội. Có vai trò không nhỏ trong việc khám phá, nâng cao kiến thức về giá trị của tự nhiên, yêu thiên nhiên của người dân địa phương và du khách.